Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp chữa bệnh bằng tay không dùng thuốc. Buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh đau đầu. Nó có mấy trường hợp đau đầu: một đau đầu ở trên đỉnh đầu, hai đau đầu trước trán, ba đau đầu sau gáy, bốn đau đầu bên trái và bên phải. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉ vài động tác các bạn sẽ giải tỏa được cơn đau đầu ngay lập tức. Bước đầu tiên. Các bạn hãy làm theo tôi. Dùng 10 đầu ngón tay đặt lên đầu với một lực vừa phải, đẩy toàn bộ về đằng sau. Động tác này các bạn làm 30 lần. Các bạn biết khi tác động lên da đầu sẽ giải quyết giảm bớt các độ căng thẳng của của thần kinh trên da đầu, nó sẽ giảm nhẹ bớt cơn đau đầu của các bạn. Và tiếp tục các bạn hãy làm theo phương pháp tiếp theo của tôi thì cơn đau đầu các bạn sẽ giảm rất nhanh. Tôi sẽ à, hướng dẫn tiếp các bạn động tác. Ta dùng 3 ngón tay bất kể bên nào, ta đặt lên đỉnh đầu. Và tay còn lại ta dùng ngón tay cái và bấm lên đầu ngón tay giữa. Các bạn bấm lúc nào các bạn thấy trên đỉnh đầu hết đau ta dừng lại. Tiếp theo, các bạn có thể dùng các vận dụng trong người. Một, dùng bút bi. Hai, có thể dùng chìa khóa xe máy. Các bạn hãy làm giống tôi. Ta cắm trên đầu, kiểm tra tất toàn bộ trên đầu điểm nào thấy bút. Thì ta để im. Cũng lại dùng đầu ngón tay cái, bấm lên đầu ngón tay giữa. Khi nào trên hết bút các bạn dừng lại. Tiếp tục các bạn hãy dò lại tiếp theo. Lúc nào trên đầu các bạn thấy không còn điểm nào bút lúc đấy cơn đau đầu các bạn sẽ hết. Còn một triệu chứng nữa là đau hai bên thái dương hoặc đau bên thái dương trái hoặc bên đau thái dương phải thì đây tôi có cái bút hoặc các bạn có thể dùng tay chỉ cần một động tác rất đơn giản các bạn hãy làm theo tôi Ta dùng tay Ta bấm Vào cạnh móng của ngón giữa Khi ta bấm Thấy triệu chứng hết đau trên thái dương Thì ta dừng lại Hai Nếu ta đau bên thái dương bên phải Thì ta sẽ bấm Dùng bút Ta sẽ bấm cạnh móng Của phía bên phải nếu ta đau bên trái ta dùng bút ta bấm cạnh móng của phía bên trái. Khi nào thấy thái dương hết đau các bạn dừng lại. Chỉ một động tác đơn giản các bạn sẽ giảm được cơn đau thái dương ngay. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài tập để hạn chế các cơn đau đầu. Một sáng dậy các bạn hãy làm theo tôi. Dùng cũng dùng 10 ngón đầu ngón tay. Các bạn đẩy về đằng sau với một lực vừa phải, xuống ra đầu. Bài này các bạn hãy tập cho tôi 200 cái. Và cũng bài tập này trước khi đi ngủ các bạn cũng làm cho tôi 200 cái. Động tác này các bạn hãy làm thường xuyên sẽ giảm bớt cơn đau đầu. đầu.